Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay tôi cùng với các bạn chúng ta cùng nhau ôn lại các van tim, vị trí nó nằm ở đâu như thế nào và cái tên như thế nào để chúng ta nhớ lại, để chúng ta sẽ mô tả cái dòng tuần hoàn ha các bạn. Thì các bạn cùng nhau ôn lại ha. Đây là quả tim, bên đây là tâm nhĩ bên phải, bên đây là tâm nhĩ bên trái. Đây là tâm thất bên phải, đây là tâm thất bên trái. Thì các bạn thấy tâm thất bên trái thì cái thành của nó rất là dày ha các bạn. Cái thất bên phải thì nó mỏng manh hơn. Tâm thất bên trái thì nó dày vì nó có tác dụng là co bóp để tống máu đi, nuôi dưỡng cho cơ thể. Cho nên cái thành nó rất là dày, nó rất là chắc, nó rất mạnh ha. Còn cái tâm thất phải thì nó chỉ có cái tác dụng giãn nở để chứa máu thôi. Thì trong quả tim này chúng ta sẽ nhìn thấy được tất cả là mấy cái van tim các bạn. Thì trong cái lòng quả tim này nó có tất cả là bốn cái van tim, các bạn phải nhớ ha. Thì từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải thì các bạn thấy được cái van gì các bạn? Cái van này có là cái van ba lá, các bạn nhìn thấy không? Đây một lá nè, hai lá nè, ba lá nè. Thì ba cái lá van này nó bám vào cái cơ tim bằng cái cơ nhú các bạn. Thì đây là cái van nó cho máu lưu thông, nó cho phép máu lưu thông một chiều từ trên tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải, nó không cho máu đi ngược trở lại ha các bạn. Thì đây là cái van ba lá ha, hay còn gọi là cái van gì các bạn, van ba lá hay còn gọi là cái van nhĩ thất phải. Các bạn nhìn vào bên trái thì từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái nó cũng có một cái van thì gọi là van, đây là van hai lá, một lá nè, hai lá nè, tức là bên trái là van, có cái van hai lá, nó cho phép lưu thông máu từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái, nó không cho máu đi ngược trở lại ha các bạn. Rồi, ở trong lòng của tâm thất phải nó lưu thông với cái động mạch phổi ha các bạn, bởi cái van van gì các bạn? Bởi cái van tổ chim. Đây, đây là cái van tổ chim. Và nó có hình giống bán nguyệt nên người ta còn gọi là van bán nguyệt ha, hay còn gọi là van động mạch phổi. Nó cho phép máu từ tâm thất phải bơm lên động mạch phổi và nó không cho phép đi ngược trở lại ha các bạn. Các bạn nhìn ở tâm thất bên trái này, nó sẽ lưu thông với cái động mạch chủ. Đây ha, nó lưu thông với động mạch chủ. Đây có một cái van nè, bởi cái van động mạch chủ, hay còn gọi là van tổ chim, hay còn gọi là van bán nguyệt ha các bạn. Cái van này nó cho phép máu đi từ tâm thất trái đến động mạch chủ, nó không cho phép máu đi ngược trở lại các bạn. Thì đó là chúng ta cùng nhau ôn lại bốn cái van tim. Thì đó là bốn cái van tim mà chúng ta cần ghi nhớ các bạn. Tiếp theo tôi xin mô tả cái dòng tuần hoàn lớn và dòng tuần hoàn nhỏ của người lớn ha các bạn. Đầu tiên tôi xin mô tả về cái dòng tuần hoàn nhỏ, hay còn gọi là tiểu tuần hoàn, hay còn gọi là cái gì nữa các bạn, hay còn gọi là tuần hoàn phổi các bạn ha. Dòng tuần hoàn nhỏ được mô tả bắt đầu từ tâm thất phải, thì máu từ tâm thất phải nó đi theo động mạch phổi, nó đến hai phổi và nó vào mao mạch phổi thực hiện quá trình trao đổi khí. Tức là máu này là máu dơ, tức là máu này là máu nghèo oxy ha, tức là máu đỏ thẫm á. Nó bơm qua cái van động mạch phổi, tức là nó bơm qua cái van bán nguyệt này nè, hay còn gọi là van tổ chim á, đi đến hai phổi, nó vào mao mạch phổi thực hiện quá trình trao đổi khí. Sau khi thực hiện quá trình trao đổi khí thì máu nghèo oxy nó trở thành máu giàu oxy, tức là máu đỏ thẫm nó trở thành máu đỏ tươi. Nó đi theo ha, đi theo bốn cái tĩnh mạch phổi để trở về tâm nhĩ trái. Đó là nó thành xong cái một chu kỳ của cái dòng tuần hoàn nhỏ, hay còn gọi là tiểu tuần hoàn hay tuần hoàn phổi á các bạn ha. Tiếp theo tôi xin mô tả cái dòng tuần hoàn lớn, tức là đại tuần hoàn á, hay còn gọi là tuần hoàn chủ các bạn. Thì cái dòng tuần hoàn lớn bắt đầu từ tâm thất trái, bắt đầu từ tâm thất trái, máu giàu oxy tức là máu đỏ tươi nó bơm qua cái van động mạch chủ, hay là van tổ chim bên bán nguyệt á, nó bơm qua cái động mạch chủ ha, nó đi lên mao mạch dùng trên cơ thể và mao mạch ở phía dưới cơ thể
để nó thực hiện quá trình trao đổi chất, tức là nó đi nuôi dưỡng ở phần trên cơ thể và ở phần dưới cơ thể ha, tức là nó nuôi dưỡng cái phần trên não là chi trên nè, mạch vành nè, và nó nuôi dưỡng ở chi dưới và các tạng trong ở bụng ha. Thì sau khi nó thực hiện quá trình trao đổi chất xong thì nó trở thành máu dơ, tức là máu giàu oxy trở thành máu nghèo oxy, tức là máu có màu đỏ tươi trở thành máu màu đỏ thẫm. Nó đi theo cái tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới để nó đổ vào tâm nhĩ phải, thì nó trở về cái chu kỳ ban đầu, đó là chu kỳ của dòng tuần hoàn lớn các bạn. Thì sau khi dòng tuần hoàn lớn kết thúc là máu nó đổ vào tâm nhĩ phải ha, thì khi máu đổ vào tâm nhĩ phải nó sẽ đổ xuống tâm thất phải, thì nó bắt đầu trở về cái bắt đầu cái dòng tuần hoàn nhỏ ha. Còn kết thúc của dòng tuần hoàn nhỏ nó đổ vào tâm nhĩ trái. Như vậy máu từ tâm nhĩ trái nó sẽ đổ xuống tâm thất trái và nó bắt đầu khởi động một cái chu kỳ của dòng tuần hoàn lớn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.